One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Hồng Kông là một trong bốn con rồng của châu Á, nơi được xem là thị trường kinh tế tự do nhất thế giới, khi chính quyền gần như không có sự can thiệp. Thế nhưng, ngoài món đặc sản mafia được chúng ta thấy trên màn ảnh ra, nơi đây còn có một đặc sản nữa, đó là biểu tình. Vậy thì tại sao mà Hồng Kông lại luôn có những cuộc biểu tình có thể thu hút được hàng chục ngàn tới hàng triệu người? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Thiên đường biểu tình. Nếu các bạn là người hay xem thời sự, chắc chắn là sẽ còn nhớ tới vụ biểu tình chống luật dẫn độ vào năm 2019, với quy mô biểu tình lên tới hơn 1 triệu người và kéo dài hàng tháng trời. Thế nhưng, với chúng ta, điều đó có thể là ghê gớm, nhưng với người Hồng Kông thì thế là bình thường đấy em. Khi mà kể từ năm 1997 tới nay, năm nào Hồng Kông cũng có những vụ biểu tình với quy mô từ hàng trăm ngàn tới cả triệu người như vậy. Vụ biểu tình năm 2019 chỉ đặc biệt hơn khi nó kéo dài hơn và biến thành bạo loạn về sau mà thôi. Nếu Thái Lan được gọi là thiên đường đảo chính, thì Hồng Kông xứng đáng với cái tên gọi thiên đường biểu tình. Các cuộc biểu tình này được gọi là biểu tình ngày 1 tháng 7, với mục đích là phản đối các sửa đổi của chính quyền về luật cơ bản Hồng Kông. Các nguyên tắc của luật cơ bản phản ánh tuyên ngôn Liên Hợp Trung Anh đặt ở chương đầu. Luật cơ bản quy định quan hệ giữa Trung Quốc và khu bán tự trị có chế độ luật pháp, chính trị khác biệt. Điều 1. Ấn định Hồng Kông là một phần của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Luật cơ bản đảm bảo Hồng Kông được mức độ tự trị cao và sở hữu quyền tư pháp độc lập, hành chính và lập pháp. Tư pháp thì bao gồm quyền trung thẩm, bãi bỏ việc thượng tố lên Ủy ban Tư pháp Su Mật Viện ở Anh, thay vào đó là tòa án trung thẩm đóng vai trò tối cao. Điều 5 thì yêu cầu chế độ chính sách chủ nghĩa xã hội không thi hành ở Hồng Kông và chế độ lối sống tư bản được duy trì trong 50 năm sau cuộc chuyển giao đến năm 2047. Thông luật, các luật công bình, điều lệ, luật phụ thuộc và luật tục về các quyền lợi đất đai nhất định ở tân giới vốn có hiệu lực trước chuyển giao thì sẽ đều được duy trì, trừ phi vi phạm luật cơ bản. Hội lập pháp được tu chính, quyền tư hữu cũng được bảo vệ ở Hồng Kông. Vậy thì những điều này có gì mà biểu tình? À đúng lúc đấy thì không có biểu tình. Mọi thứ chỉ bắt đầu vào năm 2003. Hồng Kông sẽ duy trì chính sách một quốc gia, hai chế độ đến năm 2047. Nhưng người dân Hồng Kông thì không nghĩ vậy. Vì khi trở thành đại lục, đương nhiên luật pháp của họ sẽ bị phá bỏ và họ cho rằng làm thế thì sẽ mất quyền tự do, vân vân. Và thế là biểu tình nổ ra. Mỗi khi chính quyền Hồng Kông muốn sửa đổi điều luật cơ bản này là y như rằng lại biểu tình trong hàng tháng trời. Bắt đầu từ năm 2003, mục tiêu chính của cuộc tuần hành là để phản đối luật chống phá. Cụ thể là điều 23 luật cơ bản Hồng Kông. Điều 23 yêu cầu Hồng Kông ban hành luật quốc an địa phương, cấm phản quốc, ly khai, phiến loạn, lật đổ chống chính phủ trung ương, cướp bóc bí mật quốc gia và các tổ chức nước ngoài hoạt động chính trị tại Hương Cảng. Năm 2003, chính quyền đệ trình dự luật quốc an, điều văn lập pháp gây nên biểu tình rộng lớn. Theo cảnh sát Hồng Kông cho biết thì có tới 350.000 người đã biểu tình. Còn về phía người biểu tình, họ cho biết là có tới 700.000 người. Một số nguồn tin cho biết con số lên tới cả 1 triệu. Và mọi thứ thì chỉ mới là khởi đầu. Họ dần thành lập nên cái được gọi là mặt trận nhân dân và nhân quyền, liên kết các chi nhánh của Pháp Luân Công, tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn có tên là biểu tình ngày 1 tháng 7 tại Hồng Kông. Và nó đã duy trì từ năm 2003 tới giai đoạn năm 2019-2020. Với mỗi cuộc biểu tình từ hàng trăm ngàn tới cả triệu người tham gia trong nhiều tuần, thậm chí là hàng tháng trời. Mục đích được họ đưa ra là ngăn chính quyền Hồng Kông hiện tại sửa đổi các điều luật mà họ cho rằng là mất quyền tự do dân chủ. Trong đó lớn nhất là các vụ năm 2012 với 400.000 người tham gia, năm 2013 với 430.000 người tham gia, năm 2014 là 500.000 người tham gia, và gần đây nhất cũng là lần cuối cùng được ghi nhận là vào năm 2019-2020 với 550.000 người tham gia. Trong đó, vụ 2019-2020 là phức tạp và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng nhất.
Cuộc biểu tình này đã đi từ ôn hòa đến bạo loạn trong khoảng thời gian lên đến 16 tháng, từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 đến ngày 1 tháng 7 năm 2020. Do biểu tình và bạo loạn đã khiến cho ngành dịch vụ của Hồng Kông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên rồi, ai mà lại muốn đi du lịch tới một quốc gia đang có bạo loạn cơ chứ? Ngành hàng không của Hồng Kông đã thiệt hại lên tới 78 triệu đô do phải hủy các chuyến bay. Số lượng du khách tới đây cũng đã giảm tới 40% so với mọi năm. Dịch vụ khách sạn giảm tới 50%. Ngành bất động sản, số nhà bán được giảm 24% so với năm 2018. Một hậu quả khủng khiếp được gây ra bởi một cuộc biểu tình. Rồi sau đó, Hồng Kông tiếp tục phải hứng chịu thêm một cú đấm bồi khi đại dịch Covid-19 ập tới. Thế nhưng cũng nhờ có dịch bệnh này mà mấy năm sau đó, phong trào biểu tình ngày 1 tháng 7 đã tạm thời bị gián đoạn. Nhắc tới biểu tình của Hồng Kông mà không nhắc tới cái tên Hoàng Chi Phong thì quả là một thiếu sót. Nếu phải chọn ra một cái tên nổi bật nhất nhưng cũng số nhọ nhất trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông thì đó là Hoàng Chi Phong. Sinh năm 1996, được xem là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất trong các phong trào biểu tình tại Hồng Kông. Thậm chí, sau cuộc biểu tình năm 2014, tạp chí Time của Mỹ đã đưa anh ta vào danh sách những người có ảnh hưởng lớn nhất năm 2014, được đề cử cho nhân vật của năm 2014. Anh còn được tạp chí Fortune gọi là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới năm 2015, được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2017. Thế nhưng, nhân vật này lại hết bị trục xuất rồi ăn cơm nhà nước liên tục. Năm 2010, tức là khi mới 14 tuổi, Hoàng Chí Phong đã để lại ấn tượng khi tham gia phong trào ngày 1 tháng 7 năm đó. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2011, Wong và bạn học Ivan Lam Jong Jin đã thành lập Học dân Tư Triều, một nhóm hoạt động sinh viên, và chính nhóm của Phong đã tổ chức một cuộc biểu tình chính trị với sự tham gia của hơn 100.000 người. Hoàng Chí Phong bắt đầu gây được tiếng vang lớn trong vụ biểu tình năm 2014 đã tổ chức bãi khóa tại các trường đại học Hồng Kông, sau đó thì gửi thông điệp tới đại học Bắc Kinh để làm điều tương tự. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, sự nghiệp cơm cân, áo số nhà nước lo của Phong đã bắt đầu khi bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ và giam 2 tuần. Năm 2015, anh bị triệu tập và giam giữ vì bị cáo buộc liên quan tới các tội danh kêu gọi, kích động và tham gia vào một hội đồng trái phép, rồi sau đó được thả. Phong đã muốn rời Hồng Kông tới một nước khác, nhưng đã liên tục bị từ chối tại Malaysia, Singapore vì lo ngại rằng anh ta là thành phần nguy hiểm. Năm 2017, Phong tới Thái Lan và tiếp tục bị trục xuất về nước do bị cảnh sát cáo buộc là tham gia và kêu gọi biểu tình tại Đại học Chulalongkorn. Sau khi bị trục xuất về Hồng Kông, Hoàng Chi Phong tiếp tục bị cảnh sát Hồng Kông gọi lên uống trà và bắt giam tới tận năm 2019. Thế nhưng khi vừa mới được thả 3 tháng, Phong lại cầm đầu cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ. Đương nhiên là sau đó thì Phong lại bị bắt một lần nữa và khoác áo Juventus chi nhánh Hồng Kông cho tới ngày hôm nay. Nếu các bạn để ý, mạng xã hội năm 2019 tại Việt Nam không khó để thấy hình ảnh nhân vật này trên các trang mạng xã hội, tại các kênh như BBC tiếng Việt hay VOA tiếng Việt, v.v. Những động cơ phía sau biểu tình. Biểu tình ngày 1 tháng 7 ban đầu đúng chỉ đơn thuần là một cuộc biểu tình phản đối các đạo luật mà những người này cho rằng làm mất quyền tự do dân chủ của Hồng Kông. Thế nhưng theo thời gian, có thêm nhiều động cơ nữa đứng đằng sau. Nó không đơn thuần là những đạo luật mà qua đó còn phản ánh những mặt trái của xã hội Hồng Kông mà người dân ở đây phải đối mặt. Điều này được thể hiện rõ nhất qua hai cuộc biểu tình vào năm 2012 và vụ 2019-2020. Trong vụ biểu tình năm 2012, những cuộc biểu tình này trùng với kỷ niệm 15 năm chuyển giao Hồng Kông có sự tham gia của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và lời thề của ông về đặc khu trưởng mới Lương Trấn Anh, người được cho là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc thăm dò hàng năm của Đại học Hồng Kông vào cuối tháng 12 năm 2012 sau đó cho thấy hơn 70% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ tự nhận họ là người Hồng Kông chứ không phải người Trung Quốc. Việc biểu tình là đương nhiên, thế nhưng những người biểu tình năm đó không phản đối đạo luật nào cả mà họ đòi phúc lợi xã hội. Theo đó, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Năm 2012, với 20% dân số thành phố sống trong sự nghèo đói, giá bất động sản thì tăng một cách chóng mặt. Họ phản đối việc tập đoàn của tỷ phú Trung Quốc Lý Gia Thành đang thâu tóm bất động sản ở đây kể từ năm 2011. Những người biểu tình miêu tả ông chủ bất động sản Lý Gia Thành là ác quỷ. Các nhóm khác
thì mang theo quan tài để đại diện cho những ngôi nhà nhỏ mà người nghèo sống. Những người bán hàng rong phàn nàn về giá thuê bất động sản cao khiến việc kinh doanh của họ không thể thực hiện được. Thế nhưng, mọi thứ chỉ rõ ràng nhất vào năm 2019-2020. Vụ biểu tình này ban đầu dưới danh nghĩa là phản đối luật dẫn độ. Vậy thì luật dẫn độ có ảnh hưởng gì mà lại khiến người dân trở nên phẫn nộ như vậy? Hiểu một cách đơn giản, luật dẫn độ, ví dụ như ở Việt Nam và Lào, có luật dẫn độ, nếu một tội phạm người Lào bị bắt tại Việt Nam, thì Lào có quyền đưa tội phạm đó về nước và xử theo luật của nước mình. Về cơ bản thì nó như vậy. Thực ra trước đây, Hồng Kông cũng có luật dẫn độ, nhưng nó được quyết định bởi hội đồng luật pháp. Còn theo luật dẫn độ sửa đổi, thì nó được quyết định bởi chính phủ Trung Quốc. Trước quy mô biểu tình quá lớn của 550.000 người, chính quyền Hồng Kông đã quyết định nhún nhường. Họ dừng vô thời hạn việc thực thi đạo luật này. Đa phần người biểu tình đã quay về nhà. Thế nhưng, chỉ là đa phần thôi. Vẫn còn đó hàng chục ngàn sinh viên và người biểu tình khác tiếp tục đòi chính quyền nhượng bộ. Thế nhưng, không phải về luật pháp mà là về phúc lợi xã hội. Các cuộc biểu tình sau đó bắt đầu biến thành bạo loạn tại đây. Sinh viên thì tụ tập, thiết lập các căn cứ phòng thủ tại các trường đại học, chế tạo vũ khí, bom xăng, chống lại cảnh sát. Cảnh sát đã phải dùng tiến xe chống bạo động và vũ khí chống bạo động chuyên dụng và phải mất tới nhiều tháng thì mới dẹp yên được các cuộc bạo loạn này. Đây được xem là hệ quả của việc các công ty bất động sản và các tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc đại lục nhảy vào thâu tóm thị trường Hồng Kông. Người Hồng Kông khi mới quay về Trung Quốc thì luôn có một tư tưởng đó là họ là người thượng đẳng hơn so với đại lục. Người Hồng Kông thì luôn coi mình là Hồng Kông cơ chứ không phải là người Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ nhất vào tháng 7 năm 2012 khi mà Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến thăm Hồng Kông. Và điều tiếp đón ông là một cuộc biểu tình khổng lồ của hàng chục ngàn thanh thiếu niên Hồng Kông. Một số người đã mang lá cờ thời còn là thuộc địa của Anh ra như một cách phản đối rõ ràng nhất. Họ nhấn mạnh sự độc lập của Hồng Kông và cho rằng lá cờ chính là linh hồn tượng trưng cho sự tồn tại của họ. Chúng tôi là người Hồng Kông, đây chính là khẩu hiệu của những người biểu tình lúc đó. Trong suốt một thế kỷ là thuộc địa của người Anh, người dân ở đây đã bị người Anh tiêm nhiễm vào đầu rằng họ thượng đẳng hơn so với người Trung Quốc. Không những vậy, người Hồng Kông còn coi lịch sử gắn với Trung Quốc là thứ lịch sử ngoại lai, không có mối quan hệ gì với mình. Tháng 9 năm 2012, thêm một hành động nữa chọc giận tới người dân Hồng Kông khi Trung Quốc yêu cầu dạy lịch sử Trung Quốc cho học sinh trong trường. Một cuộc biểu tình nữa đã diễn ra, những người biểu tình lại lôi cờ từ thời thuộc địa diễu hành khắp đường phố như một cách thể hiện rằng Hồng Kông sẽ không nhượng bộ Trung Quốc. Thế nhưng, cách thời mà Hồng Kông thượng đẳng đã qua lâu rồi. Khi mới trở về với đại lục, Hồng Kông lúc này oai như một vị thần. Vào năm 1997, họ đóng góp vào chỉ số phát triển cho đại lục lên đến 20%. Và họ thì luôn mang một tư tưởng rằng Hồng Kông đang làm giàu cho đại lục và đại lục thì cần Hồng Kông. Tuy nhiên, thời thế này đã thay đổi. Hồng Kông hiện tại chỉ còn đóng góp chưa tới 1% chỉ số phát triển cho đại lục. Mà ngược lại, như mình nói ở trên, người Trung Quốc tới Hồng Kông đầu tư làm ăn và họ bắt đầu thâu tóm bất động sản ở đây với giá cao nhất thế giới. Người trẻ tuổi Hồng Kông dù có nỗ lực tới đâu cũng không đủ tiền để mua được một căn nhà. Rất nhiều gia đình Hồng Kông phải sống trong những căn phòng chật hẹp chỉ vài mét vuông. Còn có những người độc thân thì phải sống trong một cái lồng sắt 2,5 mét vuông được gọi chung là chuồng chó. Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc là quá lớn khiến cho các doanh nghiệp của Hồng Kông không thể cạnh tranh nổi và họ dần thâu tóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở đây. Tình trạng thất nghiệp của giới trẻ đã gia tăng nhanh chóng dẫn tới bất công xã hội. Từ năm 2012 thì 20% dân số thành thị tại Hồng Kông sống trong nghèo đói là đủ biết sự bất công xã hội là lớn tới thế nào. Chính vì vậy, biểu tình gần như đã trở thành con đường duy nhất để họ có thể thay đổi được tình thế bi đát này. Hiện tại, các vụ biểu tình ở đây thì đang bị hoãn lại do dịch Covid-19 hoành hành trong 2 năm. Và chính quyền của Hồng Kông thì đã siết chặt an ninh, chống lại các vụ bạo loạn. Việc tương lai có xảy ra thêm những vụ nào như vụ 2019-2020 không thì rất khó đoán định. Chúng ta chỉ có thể khẳng định một điều rằng, người Hồng Kông có đủ mọi lý do để không muốn quay về đại lục, cũng như thái độ thù địch của những người Hồng Kông với Trung Quốc. Tư tưởng là một chuyện, nhưng chất xúc tác chính vẫn là vấn đề kinh tế, sự bất bình đẳng giàu nghèo và sự can thiệp ngày càng sâu hơn từ đại lục, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.